Ế đồng hồ 12 con giáp đón Tết canh tí, đón đầu dịp Tết canh tí 2020 tại các nước châu Á. Louis Vuitton vừa cất công chế tác một loạt thiết kế mặt số theo chủ đề lễ hội dành riêng cho đồng hồ thông minh Tambour Horizon của hãng. Tambour Horizon là dòng đồng hồ thông minh của Louis Vuitton với thiết kế thẩm mỹ tinh tế và được trang bị các công nghệ hiện đại. Mặt số đồng hồ mới là bức tranh kết hợp giữa biểu tượng logo của nhà mốt theo hướng monogram hòa quyện cùng hình tượng các con giáp. Tambour Horizon sở hữu đường kính vỏ 42 mm. Mỗi con giáp sách theo một mẫu túi của nhà mốt được đặt ở vị trí trung tâm đồng hồ, trên nền đồ họa màu đỏ với các họa tiết kinh điển của Louis Vuitton. Mẫu đồng hồ Tambour Horizon được trang bị Wear OS, một phiên bản hệ điều hành mở Android của Google thiết kế cho đồng hồ thông minh và thiết bị đeo khác cùng bộ xử lý Snapdragon Wear 3100, kết nối với các giá trị tinh thần của hãng về cảm hứng du lịch, sự sang trọng và sáng tạo. Mẫu đồng hồ Tambour Horizon được thiết kế tính năng Mi Chever cùng các ứng dụng về lịch trình, thời gian, luyện tập thể thao Đặc biệt đồng hồ thông minh Taboo Horizon của Louis Vuitton có chức năng thăm dò ô nhiễm giúp người dùng theo dõi chất lượng không khí.